Ai, trời ơi. Cả nhà con đã tấn công kìa. Đi nè. Đi nè. Đi nè. Cả nhà con nó lì ghê không? Đây này. Nó vui á cả nhà, nó vui, nó mừng mình á. Nó thấy gà về là nó mừng dữ lắm. Thì gà mà đi đâu á, mỗi khi mà gà đi về á là nó thấy mình nó mừng. Nó mừng giống như là trúng số vậy á. Ê, bye bye ơi. Đây. Đây. À, bà thương. Ông có được gừ nè. Cái nào gừ lại. Gừ ăn đòn nha. Đây. Đó, giỡn. Đây. Đây đây. Mới đầu á. Không có gừ. Lưu này nó lì lắm cả nhà ơi. Lì lắm. Nhưng mà nó bình anh em lắm á nha. Đây này, cái con nhỏ này hay giỡn à. Đi ba nè. Ba đây. Đây. Ừ. Cả nhà thấy vui không cả nhà? Mỗi khi mà mình đi làm về mệt mỏi á là có tụi nó bu lại. Tụi nó đây này. Cắn em ạ. Đứng mỏi. Một cá đưa ra kìa. Hai đứa đi ra. Hai đứa xong cắt này ra ngoài kìa. Đây, nhỏ kìa. Qua đây. Nè nè. Nhà thấy nó mừng không? Giống như là nó chờ mẹ đi chợ rồi á. Đây đây. Giờ đi qua đây nha, đi qua đây chơi với bé nha. Đi lên. Đi ra. Thôi được rồi các con. Được rồi. Gà để cái miếng này á lên á là nó tha đi tùm lum hết trơn à. Nó tha, nó không có chịu đâu, nó không có chịu để một chỗ đâu. Đó. Cả nhà thấy không? Mình chảy ra từng cái mà nó tha đi á. Lì quá, mực này lì quá. Cả nhà thấy đứa nào đứa nấy không? Nó rất là khỏe mạnh nha cả nhà. Tại vì mình nuôi tụi nó là ở một cái không gian nó rộng rãi á. Gà đầu tư cái không gian nó rất là rộng cả nhà. Tại vì gà muốn cho tụi nó chạy kiểu như là chạy nhảy sái cẳng luôn. Đấy. Nó mà ở cái không gian rộng rãi thì nó mới khỏe nha cả nhà nha. Chứ mình nuôi nó chật chội là hay là dơ bẩn á, nó sanh ra bệnh tật nó không có khỏe đâu cả nhà. Trời ơi các con. Maybe cho cái nó thân thiện hơn, nó hiền hơn rất là nhiều, nó không có cắn nhau cả nhà. Nhưng mấy bé đực á thì nó dữ hơn. Nhưng mà gà sẽ triệt sản tụi nó hết nha cả nhà nha. Triệt sản tất cả các bé chó đực luôn. Mà coi. Mày coi. Rồi mắt ghen nè, mắt có ghen nè. Con cục ghen nhỏ này gỡ ra mau lên. Đó, gỡ ra, cục ghen ra. Xu xa giỏi nha. Cả nhà thấy không cả nhà? Cái này là cái giường gà làm cho nó nha. Nó thích nằm trên cái giường gỗ lắm nha cả nhà nha. Đấy, đây, đỡ. Thôi mật được rồi. Đi. Con bé này hôm bữa nó cũng bị tiêu chảy nè cả nhà, bệnh nè. Bệnh bị tiêu chảy nè, đi cầu ra máu. Nên là gà cho nó uống thuốc, bây giờ nó hết nè cả nhà. Ngoan. Thôi nó dành thôi. Ngoan. Thôi, đây đấy. Coi tụi nó nằm như là cá cả nhà. Thôi được rồi. Rồi. Đây, mà xuống nè. Đây này, đây. Cả nhà thấy không? Nó đại náo rồi kìa. Đây. Đứa nào giỡn á? Hả? Cả nhà coi nó ra, nó giỡn nè cả nhà. Đó. Đây là mấy ngôi nhà gà để cho tụi nó nằm nè. Ban đêm nó vô nó nằm hết nha cả nhà nha. Ra giỡn á.
Đây, đây này. Bơ đây, bà ấm xin thôi coi. Hôm nay xin nặng không? Ấm xin nha. Mày có ấm nổi xin không nha? Nó nặng quá cả nhà ơi. Chắc nó nặng hơn gà luôn quá. Lì ghê không? Có lì không? Nó lì ghê không? Đó cả nhà thấy không? Mình cho nó một cái không gian rộng rãi là nó giỡn nè, nó giỡn nè. Đó, đó, đó. Ban đêm là nó chạy ra đây nó giỡn dữ lắm nha. Đây, 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 đây. Mà thương nha. Đấy, sao lại cắn em con? Tao giỡn á. Ngày mai là sổ dung nha các con nha. Sổ dung lại nha. Nha. Nha, 3 tháng rồi. Ngày mai là 3 tháng rồi cả nhà. 3 tháng là sổ dung các bé lại nè. Thuốc sổ dung nhà gà mua cả đống để trong kia luôn á. Đấy. Rồi, được rồi, được rồi, được rồi, được rồi. Thương. Được rồi, nó phải thương. Nè, thương, thương, thương nha. Thương. Đấy. Cả nhà coi bên bên này nè, bên này nó đứng nó nhìn ra cả nhà. Đứng kiểu như là ngóng trông nha. Nhìn đó. Đây, 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 đây. Coi coi giỡn kìa nha, giỡn kìa. Đó, 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 đó. Giỡn á. Đây, 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 đây. Cả nhà thấy không gian rộng rãi nó chạy kìa. Giỡn ghê không? Bên này mới biết được ở bên đây nha cả nhà. Thấy được bên đây nè. Cái trang trại của gà là nói chung là không bao giờ có một cục phân nào ở trên khu vực này nha cả nhà nha. Nó chỉ có dưới hầm thôi, tại vì mình huấn luyện cho nó là nó xuống hầm nó đi dưới đó cả nhà. Còn ở trên này là nó không bao giờ đi luôn. Thì lúc trước mình chưa có làm cái này á là nó toàn là đi ở đây không à. Bây giờ là nó đi ở dưới đó nha. Nó đi dưới đó là mình xịt rửa là nó chạy xuống dưới hầm. Cái hầm phân của nó là rất là sạch nha cả nhà nha. Nên nó mình nuôi tụi nó vậy là nó khỏe, nó không có bị bệnh. Đấy. Đây con. Đây. Đây. Đây, giỡn à. Giỡn à. Mập à, lì. Tao giỡn à. Tao giỡn chị hả? Hả? Giỡn chị hơn em hả? Đây này, đây nè. Đây nè, có cái em nè. Còn đánh á. Đi đây đây. Còn cái em ạ. Con trai ạ. Mấy mấy đợt bên đây nè. Thương, 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 thương. Gà sẽ đi ra ngoài kia nha cả nhà. Tới đây, tới đây, tới đây, tới đây, tới đây. Tới đây. Sen ơi, Sen. Rồi, na giỏi. Mà thương, mà thương. Thương. Sen ơi, Sen ơi. Sen ơi. Gà xin kính chào cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại kênh Gà Lang Thang. Chúc cô chú anh chị và các bạn một ngày mới thật là vui vẻ, mạnh khỏe, bình an của mình. Hôm nay á là cái chỗ này là cái chỗ gà hay ra chơi với các bé. Sen. Đi lên đây nào, mau lên. Sen 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 sen. Lên đây ba biểu mau lên. Hôm nay gà cho bé Sen ra đi chơi nha cả nhà. Nói chung là bé hết bệnh 100% rồi, gà cho nó ra đi chơi. Cho thoải mái á. Sen, đi lên đi con, mau lên. Mau lên. Rồi đây, không có tắm nước nha. Sen sen sen. Sen. Lì này. Lì lắm cả nhà ơi. Đi chơi nên chơi giỡn lại mấy chị á. Đen. Rồi. Đây này. Sen 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 sen. Sen nhớ quịch vô đây. Gà mới đi thành phố về nha cả nhà nha. Giờ hôm nay là gà mua thuốc cho các bé nha cả nhà. Sen đâu rồi? Sen. Qua đây con. Lì lắm cả nhà ơi. Lâu lâu nó được ra ngoài chơi á. Nó ra nó quậy lắm. Đây con, đây con, mở lên. Ở trong này á là gà có mua 10 hộp thuốc nha cả nhà.
Đây là 10 hộp thuốc dành cho chó này. Thì gà đã tìm hiểu rất là kỹ á cả nhà. Thì cái loại thuốc này á là mình có thể là trị bệnh bạc vô dành cho chó á cả nhà. Thì chó nhà gà có những bé là bị bệnh bạc vô, gà cách ly ra á, là gà sử dụng cái thuốc này là nó hết nha cả nhà nha. Nó hết. Bạc vô là nó gây ra triệu chứng là như là gà thấy á, là mắt nó đổ ghèn rất là nhiều cả nhà. Với lại nó đi nó bị tiêu chảy á, tiêu chảy đi cầu ra máu nó bỏ ăn. Đó. Ai thở. Thì gà đã sử dụng cái thuốc này là cả nhà. Mình cho ăn uống, mình nấu cháo cho nó ăn. Này mình cho nó ăn cháo với lại mình sử dụng cái thuốc này nha cả nhà nha. Gà mua 10 hộp lận, một hộp như vậy là 100.000. Hôm bữa là gà mua 10 hộp rồi nhưng mà mình xài hết rồi. Bây giờ mình mua thêm 10 hộp á cả nhà. Đấy, đây bé Sen nè. Con chào ông bà cô chú anh chị ơi. Đây. Đây. Bé Sen nó rất là khỏe nha cả nhà. Bữa nay mập ú nữa chứ. Ú là dễ thương. Gà nhốt nó ở trong nhà, nó ngủ chung với gà nha cả nhà. Cho chơi. Không có được xuống tắm nước nha, nha Sen nha. Ta đây, bà ấm nè. Đây. Nó tắm nước nha. Nó thấy nước là nó đòi tắm này nè. Đây. Nước. Coi mặt. Mặt ảnh nè. Nó lớn tuổi rồi cả nhà, nhưng mà nhìn cái thân hình nó nhỏ xíu á. Thực tế là bé lớn tuổi là răng rồi nó mọc đầy đủ hết rồi nè cả nhà. Thì theo bác sĩ nói là nó cũng đã được khoảng 8-9 tháng gì rồi. Lớn rồi á. Khoảng 5 năm mấy là coi như là hết phát triển á, chiều cao. Đấy. Bữa nó bệnh gà lo cho nó quá, cho nó uống thuốc. Gà cho nó uống thuốc này luôn nha cả nhà nha. Thuốc này nè. Thuốc này là gà cho nó uống luôn á, để cho nó khỏe á. Thì gà tìm hiểu ra cái loại thuốc này để là, nói chung là tiếng Anh thì gà không có biết nha cả nhà, nhưng mà có một dòng chữ tiếng Việt ở dưới là kháng sinh đặc trị chó mèo. Đó. Rồi ở trong đây để là công dụng là đặc trị các bệnh chó mèo, kiết lỵ, ỉ, ra máu tươi, sốt, nôn mửa, bỏ ăn, viêm mũi, xoang, phế quản, phổi, viêm tử cung, vú, khớp, móng, nhiễm trùng sau khi sinh sản nha cả nhà. Thuốc này rất là hay luôn á, mà nó dễ uống nữa. Mình chỉ cần pha với nước ấm á, pha một tí nước ấm xong rồi mình lấy cái ống xịt mình bóp, mình bơm vô trong họng cho cái bé cả nhà. Uống một ngày 2 lần, sáng với lại buổi sáng với lại buổi chiều tối nha cả nhà nha. Rất là hay luôn. Mình tìm ra, mình nghiên cứu, mình tìm ra có một bé nhà gà là gà đã chữa trị hết rồi đó. À, đi chơi đi. Nó thích đi chơi cả nhà. Thích đi chơi. Đây là con bé ngựa nè. Con bé ngựa đây cũng bị bệnh nè cả nhà. Bị bệnh mà mình cho nó uống thuốc rồi, bây giờ nó hết rồi, nó lành lắm. Nó lành, nó hết bệnh, nó lì dữ lắm. Đó, nó ra nó môi cát đồ kêu cái mỏ của nó kìa. Nó môi cát cái mỏ nó kìa. Đấy. Và bữa là bé ăn uống lại là khỏe cả nhà. Đây. Với lại con vịt hồi bữa nó cũng bị luôn nha cả nhà nha. Nó bị bạc vô, bác sĩ bó tay nè. Là mình đem ra vịt tới đây con. Đây. Mình đem ra thuốc y là thuốc y coi như là đưa về nha cả nhà. Trả về, nói thì không cứu được. Vậy bệnh này nó truyền nhiễm dữ quá. Truyền nhiễm nên họ không có dám lưu chuồng để chữa trị á. Nói chung là họ không dám đưa vô trong phòng thuốc y của họ luôn. Họ xét nghiệm bên ngoài ở ngoài đường á. Rồi họ thấy là bị bệnh là coi như là họ bỏ luôn. Họ không nhận nữa, họ được trả dời. Trả dời thì gà cho nó uống thuốc á. Uống thuốc là nó hết ra cả nhà. À. Dẹo nè, con mói gì vậy? Mói gì vậy? Còn cái này là cái bình xịt nha cả nhà. Không phải là cái bình xịt mà cái bình diệt khuẩn. Đây cả nhà. Đây là cái bình này 1 lít mà mình đổ vô trong cái bồn á, cái bồn là 100 lít nước. Đó. Thì công dụng của cái bình này á là nó diệt khuẩn nha cả nhà. Công dụng là diệt virus, vi trùng. Đó là mình đổ vô là mình khử cái trang trại của mình á cả nhà. Cứ một tuần như vậy á. Một tuần, hai tuần là gà sẽ khử trang trại của mình cho nó sạch sẽ nha. Ở trong đây đổi gà coi nè. Kéo dài tác dụng trong 7 ngày sát trùng nha cả nhà. Là gà phải xịt cái thuốc này. Nếu như mà mình nuôi số lượng chó nó nhiều quá, nó đi phân rồi, nó đi nước tiểu rồi dơ cả nhà, là mình phải rửa chuồng trại trước. Xong bắt đầu mình mới vô đó là mình cách ly các bé chó ra. Tại vì gà có làm hai ngăn á, trong trang trại là làm hai ngăn ra. Khi mà mình xịt thuốc á là mình đuổi các bé chó vô trong nhà trong hết. Đó, rồi xong mình xịt ở ngoài cho sạch sẽ hết cả nhà, xong mình xịt thuốc này vô nè. Nè cái gì con? Được ôm đúng không? Nè. Để ôm á.
đuổi nó vô hết nha cả nhà nha, xong mình xịt 2-3 tiếng sau mình mới cho các bé ra ngoài chơi. Rồi xong cho nó ra ngoài chơi hết, sau đó mình rửa bên trong lại, bên trong trong cái nhà mà gà làm gà quẻ đồ này kia cả nhà, mình rửa bên trong nó sạch sẽ, mình đóng cái cửa lại, mình không cho bé nào vô nữa hết. Sau đó mình mới xịt cái thuốc này vô nha cả nhà. Đó, rồi 2-3 tiếng sau là mình mở ra, rồi một tuần sau mình làm lại như vậy nha cả nhà nha. Mình làm cứ mình tiếp tục mình làm như vậy là các bé nó khỏe mạnh, nó không có bị nhiễm virus nha cả nhà. Đây, bắt tay không? Tay con đâu? Đây. Nà nó hiền lắm cả nhà ơi, cưng lắm, cưng lắm. Đi đâu cũng đòi đi theo hết á, nhưng mà không cho đi. Đi xe rồi đâu có dám cho đi đâu cả nhà. Đi rừng rồi thì được, đi rừng thì cho nó đi chơi theo chơi. Sen ơi, Sen, tới đây con. Tới đây. Sen tới bà biểu. Có nhiều cô chú nhớ bé Sen thì hôm nay là gà quay bé Sen cho cô chú xem nha. Sen đây. Đây con. Nhốt nó trong nhà, mỗi lần mình đi đâu xa xa về á, khoảng 2-3 tiếng mà về nhà á, mừng dữ lắm cả nhà ơi. Mừng lắm, mừng thương lắm. Ngựa nè. Đây, mà coi coi nào. Coi có con về nó bò lên cỏ. Bò lên người con nè. Con về nhỏ à. Ngựa lát ơi. Này. Bây giờ gà bỏ cái này vô trong cái bịch lại nha cả nhà nha. Ở trong này á là có một hộp như vậy á là được 25 gói nè cả nhà. 25 gói 100.000 đồng. Thì gà sẽ mua cái này mình dự trữ á, ở trong cái tủ thuốc á, dành cho các bé chó nhà gà là đủ loại luôn. Như là thuốc này nè, thuốc này là gà phải dự trữ thật là nhiều nè cả nhà. Nói chung là nó không phải là đặc trị là một loại bệnh đâu, rất là nhiều bệnh nha cả nhà. Như nôn mửa bỏ ăn đồ sốt đồ này kia cả nhà, co thắt đồ á, viêm phế quản đồ, viêm xoang mũi đồ này kia là mình cho nó uống hết luôn. Chó nhỏ chó lớn gì mình cho nó uống luôn nha cả nhà, mình chia liều lượng ra mình cho uống. Rồi thỏ con ơi. Cái mặt nó kìa. Muốn nói gì? Nói ai? Con bệnh hả? Bệnh hả? Mình có bệnh không? Có sốt không? Sốt hả? Muốn nói bệnh á. Lòng bên đây. Vô nhà ăn uống cho nhiều vô nha con nha, không có chạy ra ngoài nữa nha chưa? Nghe không? Không có ra ngoài nằm nữa chưa? Vàng dạ. Ra ngoài nằm nha. Trời mưa là mình chạy vô nhà mình nha. Nhà mình rộng mênh mông nha. Trời mưa chạy vô nhà nha. Đây. Sắp tới là gà phải để dành tiền cả nhà. Để dành tiền để mình mua một lượng số thuốc á. Đầu nó qua hơi ồn tí xíu cả nhà thông cảm nha. Thuốc nét ga cả nhà để trị cho các bé. Thì các bé chó nhà gà là cứ vài tháng là gà trị thuốc một lần, cho nó uống, cho nó trị ký sinh trùng máu trong người nó cả nhà, ve đồ này kia, không có cho nó có cái con ve nữa. Đi đâu mà dính cỏ rồi vậy con? Dính cỏ xước nè. Ai Sen đâu rồi? Sen ơi, Sen đây con. Bịch. À đưa đi chơi, đưa đi chơi. Hai đứa nó là cái mặt giống như nhau luôn rồi cả nhà. Đó, có nhiều cô chú anh chị góp ý cho gà là nói tập cho các bé kiểu như là mình cho ăn đồ, kêu ngồi xuống cả nhà, ngồi xuống đứng lên đồ á. Nhưng mà gà không có thời gian, mỗi ngày là gà lo cho tụi nó, mình chạy chỗ này chạy chỗ kia để mình lo thức ăn cho các bé cả nhà, rồi mình còn lo đủ thứ nữa, rất là nhiều công việc. Mình chăm sóc rồi chữa bệnh cho các bé chó, rồi mình đi giải cứu các bé chó ngoài đường nữa cả nhà. Gà không có thời gian luôn, không có một chút thời gian nào luôn á. Nhiều lúc thậm chí mình không có thời gian để ăn uống luôn cả nhà. Gà làm rất là nhiều việc, tại vì chó nó lên hàng trăm con rồi thì mình làm nó nhiều việc hơn cả nhà. Gà thì bây giờ chủ yếu mình cứu các bé, rồi mình chữa bệnh cho các bé thôi. Chữa bệnh là cho các bé ăn uống rồi sạch sẽ đầy đủ cả nhà, rồi mình làm chuồng làm trại á, làm chuồng làm trại cho một cái nơi cho nó ở an toàn cả nhà. Quan trọng nhất á, gà nuôi các bé là gà sợ các bé bệnh thôi. Như lại nếu như mà bệnh mình phải có một cái nơi mà nhốt các bé cách ly, rồi chuồng trại đồ á, tối ngủ là phải có giường có đồ cho các bé nằm cả nhà. Đây, Sen đi lên nè, đi lên đây, mau lên, đây, đây,
Không có đi tầm bậy ạ. Bà đánh á. Xét. Bà đây. Đi tầm bậy nha. Đi tầm bậy bà đánh nha cho. Nghe không? Thì nó không có tắm nha. Máu bệnh xong mà tắm cái gì? Không có tắm á. Không có cho tắm cả nhà. Bởi mới bệnh không cho tắm. Rồi cũng xin cảm ơn một cô ở thành phố Hồ Chí Minh á, cô ở Sài Gòn thì cô đã nhờ con của cô á, rồi cũng không có biết tên cô như thế nào. Thì cũng như là cô giấu tên nha. Con cảm ơn cô rất là nhiều luôn. Cảm ơn cô với lại con của cô là gửi tặng cho gà là một bao. Một bao đồ ở cả nhà, hai bao. Một bao là cái miếng thảm á, miếng thảm lót chân mình á để cho các bé nằm. Với lại một bao đồ nữa thì cô đã gửi xe vô cho gà, tặng cho gà cả nhà. Gà cũng xin cảm ơn cô rất là nhiều luôn. Gà cũng xin chúc cho cô và gia đình cô thật là nhiều sức khỏe. Đây. Mì mắc coi. Đứng này, qua đây đứng đây. Qua đây đứng con. Cả nhà ngứa này cả nhà. Trên người nó không có ve nhưng mà nó ngứa cả nhà. Nó ngứa mình cho uống thuốc nét ga là nó hết. Nhưng mà thuốc nét ga mắc quá cả nhà ơi. Một viên của nó là tới 280.000 lận. Là một viên 50kg á. Mình mua là mua viên lớn á cả nhà. Mua viên lớn để mình chia ra nó có lợi hơn. Còn mình mua viên nhỏ thì nó tại vì chó mình nhiều á. Mình mua viên lớn là nó lợi hơn viên nhỏ nha cả nhà. Hôm bữa là gà mua cách đây khoảng mấy tháng, gà mua là hết mười mấy triệu tiền thuốc nét ga cả nhà cho các bé uống, nhưng mà bây giờ số lượng chó nó tăng lên rất là nhiều rồi. Đấy. Gà cũng xin cảm ơn các cô ở Nha Trang. Thì các cô là ăn chay á cả nhà. Các cô cũng giống như là mình đi tu vậy á. Thì các cô có kể cho gà nghe là cô có nhặt một bé chó rất là đáng thương luôn. Thì người ta vứt á cả nhà. Thì các cô đã đem bé về để nuôi á. Nuôi bé xong bây giờ là bé rất là khỏe rồi. Thì cô là mình ăn chay, kiểu như ăn chay trường cả nhà, rồi bán đồ ăn chay ở ngoài Nha Trang á, Nha Khánh Hòa. Thì các cô kêu gà bữa nào ra đó chơi thì các cô lo cho gà cái chỗ ở á, với lại giúp đỡ cho gà. Thì cô đã tích lũy bán cái đồ ăn chay á cả nhà. Bán cái đồ ăn chay xong rồi tích lũy số tiền á. Thì bé chó đó tên là bé Nu nha cả nhà. Tích lũy số tiền cho bé Nu để giúp đỡ cho những người mà nghèo khổ, với lại giúp đỡ cho những con vật khó khăn. Thì cô đã ủng hộ cho gà. Đợt này á, là các cô đã ủng hộ cho gà là 12 triệu để cho gà có thể có tiền chăm sóc cho các bé chó á. Như lại gà nói là gà có kế hoạch để gà mua cái máy xay á, cái máy xay thức ăn cho các bé cả nhà, xay rau củ quả rồi cho các bé ăn cả nhà. Thì chó nó ăn rau củ quả là nó rất là tốt nha cả nhà. Mình cho nó ăn cá ăn thịt đồ á, thì cho ăn cá ăn thịt nó cũng tốt cho con chó nữa. Nhưng mà mình cho nó ăn nhiều quá, nó mình sát sinh nhiều quá cả nhà. Với lại mình cho nó ăn á, gà thì gà chủ yếu cho nó ăn rau củ quả thôi, cho ăn rau củ quả cho nó khỏe cả nhà. Mình cho nó ăn đủ loại luôn chứ không phải là một loại đâu. Với lại như mà chó bệnh chó đồ á, là mình cần cho nó ăn thịt ăn đồ á cả nhà. Thì như bé chó như bé sen đồ này kia nó bị bệnh á, thì là do nó hay tắm á nhà, nó hay nhảy xuống nước nó tắm rồi nó bệnh á. Thì gà cho nó ăn, mình nấu cháo xong mình bỏ thịt heo á cả nhà, mình xay nhuyễn ra cho mình bơm cho bé ăn á, tại vì bé không có muốn ăn đó. Mình cho bé ăn thì bé có sức lại, nhưng mà đa số là nhà gà làm thức ăn á cho các bé, là đa số mình cho nó ăn rau củ quả là nhiều. Mình cho nó ăn nhiều rau củ quả nó tốt cả nhà, với lại tiết kiệm cho mình được nhiều nữa. Mà chó ăn nhiều rau củ quả nó tốt cả nhà. Đây chết đây. Đây. Rồi mua đậu hũ về cho nó ăn nữa nha cả nhà nha. Nó thích ăn đậu hũ lắm. Nó ăn bánh, ăn đồ, ăn trái cây, ăn gì nó cũng ăn hết nha cả nhà. Chó nhà gà nó ăn đủ thứ hết trơn á. Nó thích ăn bánh lắm á. Mua bánh, mua đồ mình bỏ ra là tụi nó ăn không còn một miếng nào luôn á. Nó ăn rất là nhiều nha cả nhà nha. Trái cây, đồ, cái gì mình bỏ vô là nó gặm nó ăn hết á. Xương rồi mình quăng vô á. Mấy cái xương mà gà bỏ đồ chơi cho nó chơi á, là nó gặm nó chơi, nó không có la làng la sớm. Nó không có cắn lộn á. Cả nhà thấy không? Mấy bé chó nhà gà toàn đứa nào nó khỏe khỏe mạnh không á. Có đứa nào mà
mà ốm ốm đâu. Đứa nào nó cũng khỏe, nó chạy nhảy, nó giỡn nè. Tao nhìn thấy không? Hai đứa này. Vệ sĩ có gà nè. Tới đây, tới đây, vệ sĩ. Mấy đứa này là nó roi roi nè, đó các nhà thấy nè, nhưng mà nó rất là khỏe nha, cơ bắp á. À, dẹo nè, dẹo, dẹo. Dẹo ơi, tới đây con. Hay. Cả nhà thấy dẹo cơ bắp không cả nhà? Ba chân thôi. Ba chân thôi nhưng mà nó rất là cơ bắp nha cả nhà nha. Nó rất là thích ăn bí đỏ cả nhà. Vậy đây, tới đây. Đấy. Ăn bí đỏ, ăn khoai lang. Nó chạy vô nhà rồi kìa. Lì ghê không, con thỏ chạy vô nhà. Thỏ ơi. Xe đi đâu? Con đi đâu nãy giờ á? Sắp tới là gà sẽ đi làm từ thiện nhiều hơn nha cả nhà nha. Gà đi giúp đỡ những người nghèo khó khăn á, tại vì gà có quỹ của cô chú anh chị Mạnh Thường Quân đã gửi cho gà để gà giúp đỡ những người già cả cả nhà, những người già mất sức lao động, rồi những người bị bệnh tật nghèo khổ cả nhà. Rồi gà có thể giúp đỡ cho họ là mình làm lên những cái ngôi nhà tình thương á. Tại vì chuẩn bị vô mùa mưa rồi, cả nhà cũng biết là quê của gà là Nam miền Trung. Thì đến mùa mưa á, là mưa rất là dữ nha cả nhà, ngày nào cũng mưa hết á. Nhưng mà mình nhìn thấy những cái hoàn cảnh mà những người đồng bào nghèo khổ cả nhà. Tại vì người đồng bào họ không có giống như người Kinh mình. Người Kinh mình thì cũng đỡ hơn. Mình có ăn học á, mình có thể đi xin chỗ này chỗ kia mình làm được. Còn người đồng bào họ không có ăn học ở nhà, nên là họ đi xuống dưới thành phố họ xin việc là người ta không có nhận. Nên cái cuộc sống của họ nó giống như thời đồ đá vậy cả nhà ơi. Kiểu như là nó khổ. Thì hôm bữa thì gà có lên mạng là gà xin cô chú anh chị á, nếu như mà mình có quần áo cũ á, quần áo mà mình bỏ đi mình không mặc nữa, hay là những cái bộ quần áo cũ mà vẫn còn mặc được á, thì cho gà xin nha. Gà muốn xin những bộ đồ đó giờ để giúp đỡ cho người đồng bào nha cả nhà. Họ không có quần áo họ mặc đâu cả nhà. Thì cơm cũng không có ăn cả nhà thấy không, họ toàn là ăn lá đu đủ được không à, ăn thân cây chuối rồi cơm không có ăn luôn cả nhà. Nhiều lúc họ ăn bắp ăn đồ á, ăn tầm bậy tầm bạ, ăn bắp ăn khoai sống qua ngày, ăn khoai mì đồ cả nhà, khoai mì khoai lang đồ á. Cuộc sống của họ khổ lắm, rất là tội nghiệp cho họ luôn đấy. Mấy đứa cả nhà tới giờ ăn nó la, giờ này chiều á tới giờ ăn nó la đó. Nó dành lộn nó la ghê lắm cả nhà ơi. Mỗi lần mà cho ăn là phải ấy tụi nó ra canh giữ tụi nó. Thì cả nhà nếu như mà mình có quần áo cũ thì cho gà xin nha. Gửi về địa chỉ của gà thì gà có địa chỉ của mình để trong phần mô tả, hoặc là gọi điện thoại trực tiếp Zalo Viber cho gà ở trên màn hình nha cả nhà, bên góc tay trái. Đấy, khỉ nè. Hôm nay là gà tâm sự với cả nhà một chút nha. Bây giờ gà vô cho các bé ăn nè cả nhà. Bây giờ gà xin tạm dừng video tại đây nha, để chăm sóc cho các bé buổi tối cả nhà, cho các bé uống thuốc rồi nữa. Tại vì công việc của gà nhiều quá, bây giờ là gà vô pha thuốc mình cho nó uống là phải nói là tới tối luôn á cả nhà. 7-8 giờ đêm mới xong công việc rồi gà tắm rửa ăn uống nữa. Gà xin cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã luôn dành thời gian báo xem video của gà nha. Một lần nữa thì gà cũng xin cảm ơn các cô đã giúp đỡ cho gà. Xin chúc cho các cô thật là nhiều sức khỏe và luôn bình an trong cuộc sống. Cả nhà đừng quên bấm cho gà một like nha, và đăng ký kênh, chia sẻ video, xem bạn cáo ủng hộ cho gà nha. Bye bye cả nhà, hẹn cả nhà những tập video tiếp theo nha. Bye bye.